cái gì đó sẽ có sẽ đến với các bạn và các bạn sẽ làm em sẽ làm với họ muốn một thai cơ mà hiện tại là mình vào sâu nên là phải xem thai chạy chưa đây là mình đang dùng nick của dùng nick của một người bạn trên hay quá, ơi chú, không dài,
ai được bóp giá cho dính vô nữa. Ok giờ hấp chim hero nó kìa giờ lớp hôm nay mà tiếng quá thì giờ mất nhanh luôn, sợ cho nó tưởng khác thôi. Mày chết mày chết bỏ thành đánh ghê bị một đám nó vô nó chết nó bị làm cho vỡ mồm. Cái thằng này tôi biết mấy thằng mà tiện lao xuống làm kẹt cả hai thằng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Lại nữa, hai bác giòn rồi. Đùa tao. What? Choáng, choáng. Whoop, 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 choáng mẹ. Ui, thằng Liên, thằng Liên. Thằng Liên, Liên à. Đứng nó cho tao cào. Thằng này giờ đang tiến quá, 5k mấy máu. Không biết có nên lên kia không. Lên kia khá là mạo hiểm, vì cho nó có tầng 6, 6 thằng. Thằng tay to mặt lớn. Ôi giời em ở đây. Ôi giời. Tao không có thể đánh lên nó tụi nó bắn vô phát vỡ mồm. Tiếng quá đâu phải là dễ tiếng quá đâu. Khó lắm chứ bộ. Và hiện tại là mình đang bị bệnh cho nên là ôi trời ơi trời, 700 mấy còn 200 mấy à. Được mà ok tôi quá xong rồi. Thôi cái lũ trên kia cũng chết luôn à. Ôi tôi chết phải tôi chết, nó cũng chết theo luôn. Nhanh vậy. Ok, chúng ta tiếp tục với ván tiếp theo. Hậu này cái bánh khá là bựa, bởi tâm nó khá là dập, cho nên là hồi lát nữa tôi dùng 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nó không có được giống như là cái cây này. Cái cây này chỉ dập lắm. Dù là làm cái này, mình thấy dập còn hơn là gì nữa. Ôi một đống trên kia kìa. Ôi ôi một đống. Bảo vệ này. Cover. Cover thôi chạy. Anh chạy, anh té cho là. Ôi. Này đi không này. Mày đừng có làm gì. Ôi rồi. Ui rồi. Hay quá. Ôi. No. Chết luôn con lợn. Thôi chờ bấm E kịp thời. Nhưng mà đồng thời nó cũng con tơ nó cũng giúp mình còn có 500 mấy à. Không có đủ tự tin mà nhảy xuống mình chơi luôn, nhưng mà chém thuộc hết chúng được có một con rồi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Thôi tốt nhất mình nên tránh sang cái lũ này ra, nó mà chém như nãy anh cám. Ôi dồi ôi, để lên kia. Ôi dồi tao xin mày trời ơi. Ờ đúng rồi, lên nó cạo hết tụi nó đi. Lên nó cạo hết cái lũ tụi nó đi. Đừng có cào tao. Đừng cào tao. Biến. Thôi nên đi nhập hồ kinh tế à. Rồi nhập hồ kinh tế rồi. Xuống này còn đạn không? Chim miếng rồi. Ok đầy đặt. What the? Ủa đừng. Đừng hay hát vậy. Mình đâu có hát hay bung gì đâu sao tiện. Bắn một cái con tiên. Tiên hóa cấp cuối chết luôn. Áo dịu. Áo ghê luôn các bạn. Thấy không? Mở một phát hết.
Chưa? Wow, súng tim bi này ảo mà vừa mạnh nữa. Chết đi, lời. Ôi, mình lên đây cho nó lạnh. Ok, mình chơi lại, hồi nãy mình có việc cho nên là mình bị dính dơm luôn. Dính dơm nào. Mình rất là tiếc vì mỗi ngày thì mình có người vô là mình phải bán, cho dù một đứa trẻ con nó cầm 500 đồng nó vô nó mua, mình cũng phải lên mình đứng nhận bán cho nó, cho nên là khả năng mình biến vô rất là cao. Các bạn thông cảm, mình cũng chả muốn như thế này đâu, nhưng mà đời không đẹp hơn mưa. Ôi trời ơi, một đống nếu không thanh niên kia lên đây luôn đi, còn đứng nó ngắm. Thanh niên ôi kêu chùa rồi, còn mấy thằng vẫn còn đang ngủ đi chợ, rồi cứ đứng này không ai biết, chắc tiếng quá bắn mạnh. Rồi lên đây thương lắm á, lên đây cho anh cự chiến nè. Thấy mẹ gì đâu. Ôi rồi. Headshot. Thật là không may, nhưng mà mình cũng ăn tự chiến được con. Quá luôn. Sao mình không qua được ta? Quá đây bắt ảo. Nó là bác, nó là ảo. Bắt cua nữa. Thấy bắt cua. Thấy miệng bắt cua. Thấy miệng bắt cua nè. Chết đi. Ok, thằng này làm hero. Thế là mình để thằng này chết trước, rồi thằng kia là phải vô hãy mấy. Rồi lúc đó cả đám vô chém thì dễ hơn. Đã lỡ rồi. Ê, giết cho tư luôn kìa. Mẹ tanh bu lại được ca nữ. Mẹ tanh bu lại cho nó chức năng đặc biệt, nó chém một lần cả 2-3 thằng. Mẹ tanh chứ. Ok, mình đến với ván cuối. Mình chơi vật seven, cái nhân vật six, nó bởi vì one. Cái mũi y hệt như là mũi chống gì ta, chống khói gì đó, ghét cái mũi cái mỏ chu chu ra nhìn như heo. Fire in the hole. Nó bố anh bị mũi trời ạ. Thôi, lên đây thủ về nó dễ chết lắm. Anh tìm cho bé cho là. Úi dồi. Ôi mày không thấy. Úi dồi, thanh niên không thấy. Nữ gì đây? Một sai lầm. Súng tao đâu? What? Đây nè. Ơ, ít đạn quá. Chắc không, thôi lấy mẹ đi. Mẹ cho. Lấy cậu. Cái này nãy mình nhặt được cái hộp tiếp tế nhưng mà số ít đạn quá. Giờ đi kiếm hộp tiếp tế đi nè. Tự chết mình đám chạy. Yeah. Cái này phải bắn từ từ thôi. Xuất hiện làm kẹt luôn cả hai thằng. Rồi thằng nhấp nháy này ăn mình. Ủa quá.
nhìn con nhút nhát nó thèm thèm trái trái bao nhiêu thằng không nhảy được có mình tao nhảy được à. Con tiếng quá không thế nào thì tình à. Ôi trời ơi mê con chạy tầm nhầm cái nhà cái khẩu đó là ok rồi chết quá rồi. Cái này không có lưỡi hái mình tưởng là tinh tinh là thắng rồi thôi xin nhìn clip ở đây nha bye.